Vlog Tinh Trang xin chào mọi người. Còn 6 ngày nữa sẽ xuất hiện lộ diện một báu vật vô giá và ngôi nhà ma ám. Hồi trưa mình coi sao 8 lộ diện cao nhân cảm ân nghe tiếng đàn định giới của Việt Channel HTV2 dài 1 tiếng 44 phút 54 giây, có 5,9 lượt xem hai tháng trước mọi người. Mình xem gần 2 tiếng, có thể hơn 2 tiếng, vì nó quảng cáo, mình truy cập quảng cáo này nọ rất lâu. Xem hết video gần hai tiếng đồng hồ. Tình cha muốn nói là mình nghĩ là người ta sẽ không trả nợ lại cho mình đâu, tại vì kênh người ta đến mấy triệu người đăng ký, làm gì mà người ta trả được mình. Nhưng mà đối với tình cha, miễn là giúp người ta có tiền thì mình giúp thôi. Mình coi video đó để mình, ý mình nói là mình rất ít có ít thời gian thì rất ít, mình rảnh lên giờ nào mình sẽ trả nợ cho mọi người. Giờ ấy ngày nào mình cũng trả nợ cho mọi người. Mình trả nợ là mình xem hết video, xem quảng cáo, truy cập quảng cáo. Nếu mọi người có quảng cáo thì mình sẽ truy cập, giúp mọi người YouTube có tiền nhiều. Mình mong tất cả mọi người đều giúp đỡ anh chị em YouTube, nên xem câu quảng cáo để họ có tiền từ YouTube, mong mọi người giúp đỡ cho họ. Tình cha xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, mình sẽ ăn. Sáng giờ mình rất mong mọi người ủng hộ kênh của mình. Sáng giờ mình đã làm nhà trên mái tôn, tuy vẫn còn ánh sáng, rồi bơm hộp bê cho con chơi, con tắm. Giờ này tối khuya rồi, mình mới ăn cơm thôi. Hồi chiều mình cũng trả nợ được một mớ, xem trực tiếp được mấy người, hết thời gian mình rồi. Tối nay mình cũng thức, mình soạn video, mình đăng lên cho mọi người xem. Mọi người ủng hộ cho mình nha. Đây là ăn cơm với lạo canh gì ta, canh gì không biết, canh cần ô hay gì á, ngon rồi. Giờ mình nấu có thịt gà nữa mà bạn ăn. Thank you.
làm YouTube rất là khổ mọi người, vất vả nhiều lắm, nhưng mình cố gắng làm, mong mọi người giúp đỡ cho mình được thành công. Mình sẽ làm từ thiện, lấy nửa số tiền mình làm từ thiện, còn nửa số tiền để mình xin phụ giúp gia đình cho mình. Mọi người nhớ đó xem nha. Lộ diện một báu vật vô giá, tặng cho một người nào thật sự cần đến nó. Xem nha mọi người, ngôi nhà ma ám đó nha mọi người. Thần đầu mình làm video, mình soạn, mình đăng lên một video ngôi nhà ma ám mọi người, cũng liên quan về một báu vật luôn mọi người. Đồ gì một báu vật vô giá nha mọi người, nhớ đúc thêm nha mọi người. Bộ phim đó có 10 đóng thôi á, mình là đạo diễn luôn, đạo diễn chưa học bao giờ mọi người. Hồi đó giờ mình chưa biết diễn xuất, mình mới diễn xuất mọi người. Có gì mọi người thông cảm nha, bỏ qua cho. Đó giờ mình đâu có học trường lớp nghệ thuật gì đâu mọi người, ông đại thôi. Mọi người nhớ ủng hộ nha, cảm ơn mọi người. Nhớ đăng ký kênh và rung chuông nha, mọi người video sau mình làm sẽ có chuông thông báo đến mọi người nha. Sáng giờ quần quật làm nhà má tôi chặn nợ chị này nọ, mất hết thời gian. Nhiều khi mình đi làm tăng ca thứ nhật chủ nhật không có thời gian, mình cố gắng lắm giờ nào mình trả nợ giờ đó. Lãnh mình gặp ai mình lên ủng hộ trực tiếp, gặp người nào mình trực tiếp người đó, cũ hay mới cũng vậy, đó là mình nhào vô ủng hộ. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha, không quên ủng hộ thằng cha nha. Mình có mình khoái ăn canh lắm, mình có chảo thịt gà nè cho mọi người xem nha. Chào mừng chú.
Thôi thật ra là mọi người mà ăn ngán ăn canh ngon hơn. Trời phấn vui à. Mọi người nhớ ủng hộ kênh Vlog Thần Trai nha. Thần Trai Vlog chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạn bè trên YouTube hay là mình là bạn bè trên YouTube đăng ký dẫn nhau cũng là một nghề cùng chung niềm vui, cùng một đam mê làm YouTube. Mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mọi người xem video của người ta có quảng cáo, đặc biệt có quảng cáo, mọi người nhớ nha, xem quảng cáo, truy cập quảng cáo, xem quảng cáo, truy cập quảng cáo, xem quảng cáo, truy cập quảng cáo. Truy cập quảng cáo là bạn vô truy cập có video. Mấy bạn vô có video luôn, có video, thấy vô là có video. Bỏ làm tình cha, vô thấy có video nào truy cập quảng cáo, mình thấy có video mình mừng lắm. Mình vô mình coi video của họ, xong mình coi hết, xong mình thoát ra, mình coi tiếp video nữa, coi chừng nào hết quảng cáo thôi. Mình làm vậy á cũng mất thời gian mình, nhưng mà cái đó là mình giúp cho anh chị em YouTube được có tiền. Chứ mọi người coi chút xíu 2-3 phút hay 5-10 phút gì á mà thấy báo có quảng cáo bấm qua thì anh chị em YouTube không bao giờ có tiền đâu mọi người. Họ làm video rất là vất vả. Ta làm video một cái video ta mong đợi được khán giả xem, được mọi người xem, mọi người ủng hộ, mọi người đăng ký kênh. Rất nhiều âu lo, có nhiều người ta đam mê YouTube vì thích làm những video. Có nhiều người vợ không hiểu hay gia đình không hiểu trách móc. Mong mọi người ủng hộ anh chị em làm YouTube nha. Và anh chị em sau này có tiền, có niềm vui và làm những video hay đặc lạ nữa. Mình bỏ ít thời gian xem quảng cáo, đặc biệt là xem quảng cáo, truy cập quảng cáo, giúp cho những người, mọi người làm YouTube có tiền nha mọi người. Tình ta thì mong mọi người nhớ đăng ký kênh Tình Cha nha, nhấn chuông nha. Tình Cha xin chân thành mọi người đã dành thời gian quý giá xem video kênh Vlog Tình Cha và ủng hộ thời gian qua. Mặc dù mọi người đăng ký kênh mình hết 800 mấy người rồi mọi người, nhưng mà mình chưa có thời gian trả nợ kịp nên mình xin lỗi điều đó. Tại vì mình có điện thoại thôi, coi một cái video hoặc hai cái video. Như hồi chiều mình coi cái video gần 2 tiếng đồng hồ, mất biết bao nhiêu thời gian mình vẫn coi. Mà dù biết chắc người ta không bao giờ trả cho mình, thôi dù có trả thì mình vui mừng lắm, còn mà không trả thì thôi. 1 tiếng 2 tiếng đó mình lâu lâu thì mình dành cho người ta 1 tiếng 2 tiếng không sao. Mong mọi người giúp đỡ anh chị em YouTube nha. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.